từng được bố chồng hứa đẻ một đứa cho một căn nhà. Nếu mà em đẻ được con trai á, thì sẽ cho em khách sạn, em đẻ được con gái thì sẽ cho căn nhà. Rồi đẻ chưa? Xoài Non tiết lộ muốn tìm con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Rồi hai vợ chồng tính khi nào có em bé không? Thì vẫn để cho có em bé mà không có để tự nhiên được thì sẽ đi ghép trứng cả nam lẫn nữ luôn. Sau nhiều cái tên đình đám trong showbiz như Minh Hằng, Phương Trinh, Jolie, An Nguy thì Xoài Non là cái tên tiếp theo chính thức bước vào hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Xoài Non và Xemesis đã về chung nhà được khoảng 3 năm, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sung túc đủ đầy. Trong một buổi livestream, Xoài Non đã chia sẻ lý do vì sao chưa sinh con dù kết hôn đã lâu. Cô nàng kể bản thân sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người, cũng hay bị ốm, con mình đẻ ra lỡ không may bị gì thì sao? Đó là lý do vì sao mà Xoài và anh Hiếu mới quyết định là sẽ đi cấy trứng. Thực ra nếu mình mang thai tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó không đau, còn làm kích trứng thì mình sẽ phải đi cấy trứng, làm này làm kia rất nhiều và có thể rất là đau luôn. Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng. Người đẹp cho biết bản thân cũng tìm hiểu rất kỹ về phương pháp này trước khi quyết định sẽ không mang thai tự nhiên. Xoài cũng tìm hiểu rồi, mình sẽ kích trứng cho trứng của mình rụng xuống, xong sau đó là mình sẽ lựa chọn trứng nào tốt nhất. Người ta sẽ lựa trứng của Xoài tốt nhất và cái của Hiếu tốt nhất. Trước đó, trong một talk show, Xoài Non cũng đã từng chia sẻ rằng nếu trong năm tới mà không thể có con theo phương pháp tự nhiên thì hai vợ chồng cũng sẽ quyết định cấy trứng để tìm con. Đồng thời người đẹp cũng tiết lộ là chỉ muốn sinh con một lần hai đứa chứ không muốn sinh nhiều lần. Thì khi mà em đẻ thì em chỉ mang bầu một lần thôi, chứ em mang bầu hai lần chứ em trầm cảm luôn. Xoài Non từng khiến nhiều người mắt chữ ôm miệng chữ A khi chia sẻ rằng ba mẹ chồng cô đã treo giải rất lớn nếu như hai vợ chồng có thai. Bao nhiêu tài sản sẽ cho con hết. Cả hai cũng từng đăng tải một vlog tập làm bố mẹ để chăm giúp con của một người bạn. Đến giờ đi tắm cho nó, mẹ nó vẫn chưa đến nơi đó, cuộc sống của đàn ông. La ghê vậy con. Thích con nít và mong muốn có con là thế, nhưng cả Xemesis và Xoài Non đều tỏ ra lúng túng khi chăm em bé và không biết làm thế nào để dỗ. Chắc phải bế nó rồi em ơi, nó khóc rồi. Em xử nó đi. Em bé lên đi. Sau khi có trải nghiệm chăm con nhỏ này thì cả hai vợ chồng đều có chung suy nghĩ là sẽ phải học hỏi nhiều hơn nữa trước khi bước vào con đường làm bố mẹ bỉm sữa. Trong một vlog Misty đến thăm nhà, khi được hỏi về dự định bao giờ sẽ có em bé, Xoài Non đã không ngần ngại chia sẻ rằng cả hai vợ chồng vẫn đang thả để có thể có con theo cách tự nhiên. Xemesis cũng muốn có con và giục vợ đẻ, vậy nên hẳn là quyết định này đã được hai vợ chồng bàn bạc và suy nghĩ kỹ càng trước khi chia sẻ đến công chúng. Kế hoạch sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo lần này của vợ chồng Xoài Non không chỉ là để mau chóng có quý tử mà còn là để làm vui lòng bố mẹ chồng sau những tháng ngày được yêu thương, chiều chuộng, được gà vào chốn hào môn với chồng giỏi, gia thế khủng. Thế nhưng không vì thế mà Xoài Non dựa dẫm vào nhà chồng, cô nàng vẫn thành công xây dựng cho mình thành công riêng và được nhiều người ngưỡng mộ. Tổ ấm viên mãn của cặp đôi đình đám này giờ chỉ còn chờ đợi thêm thành viên nhỏ mới để vẹn tròn hơn nữa. Mong rằng cặp đôi sẽ sớm thành công trong hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đầy gian nan này. Bạn có cảm nhận như thế nào về quyết định của vợ chồng Xoài Non? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.